Hello chị, em Trường Anh ô tô xin gửi lời chào thân thương đến toàn thể tất cả các cô chú chị nha. Sớm mới nhất ngày hôm nay Trường Anh vừa về con Chevrolet. Đây anh chị, đây là một mẫu xe thương hiệu khá là nổi tiếng luôn. Xe này chủ nhà vừa thay 4 cái vỏ mới 100% luôn. Chả hiểu vì sao, mâm đúc chủ nhà vừa lên nhá. Đó, thay toàn bộ mới hết rồi. Vừa mới về, bằng chem nó một cái áo màu xanh nước biển anh chị nha. Mâm đúc hết lên toàn bộ trên chiếc xe rồi nha. Chevrolet Spark, dòng xe 5 chỗ, máy xăng 0.8, mức độ tiêu hao nhiên liệu con này nằm tầm 5 lít thôi. 5 lít cho anh chị trên 100 cây thôi. Được cái chiếc xe liền lẹ, không có dấu hiệu đâm vai cứng đục. Xe đẹp, vừa mới lấy về, chạy từ Bình Phước về cho Trường Anh đó. Tắp lô, cửa rất là đều đặn, rất là đẹp nè. Keo chỉ rin nguyên vẹn cho xe, không có một phân nào nha. Hai bên nè, không một dấu hiệu đâm vai cứng đục đâu. Ghế sau nè, mới chưa? Đó, ghế phía sau nè, bọc kem nó hai màu cực kỳ là mới luôn. Mới tinh. Máy nổ siêu êm luôn nha cô chú anh chị. Màu xanh, xanh nước biển. Con này có trang bị màn hình này nè. Con này có trang bị màn hình cam gia là vô lăng nè. Đó, vô lăng của em nó nè. Đồng hồ côn số nguyên vẹn cho xe. Ghế trước người ta chưa bọc, ghế sau người ta đã bọc rồi nha. Hai màu đỏ đen. Hai bên những sóng gân cửa không có dấu hiệu đâm vai cứng đục. Được cái chiếc máy êm anh chị nha. Keo chỉ nè. Keo chỉ là nguyên bản theo xe luôn, không một dấu hiệu là móc méo trước xe. Bốn cánh cửa đẹp như nhau nhá. Vỏ nè, vỏ mới hết, vỏ 100% luôn. Mâm đúc người ta cũng vừa thay, vừa lên mâm đúc 100% luôn nha. Đăng kiểm thì sao ạ? Đăng kiểm tháng 10 năm 2021. Wow, đăng kiểm khá là lâu, đăng kiểm còn cả năm nữa. Dòng này vẫn đăng kiểm 1 năm, đời 2010. Giá Trường Anh đưa ra một cái mức giá ưu đãi cho cô chú anh chị. Mua một con xe là về chạy ngay mùa Noel hôm nay nhá. Nhiều sắc màu trong cuộc sống mà Trường Anh muốn giới thiệu và quảng bá thương hiệu đến toàn thể tất cả các cô chú anh chị á. Xe liền chưa nè, keo chỉ nè, keo chỉ rin nguyên bản to xe, không một dấu tích là đâm vai cứng đục. Sơn si không một vết trời, chỉ có xình lầy thôi nha, hơi xình lầy một tí xíu. Máy móc trợ lực nổ êm ru. Đây anh chị, màn hình cam gia đã có sẵn rồi. Đề nhẹ phát là nổ máy nữa. Con này trang bị màn hình đầy đủ trên chức năng trên xe rồi nha cô chú anh chị. Vô lan nè, trợ lực lái nhẹ tưng, báo cửa, báo bấm tay đầy đủ hoạt động trên chiếc xe, không một dấu tích lỗi lầm. Tua máy nè. Đó, tua máy đang hoạt động nè. Đèn đóm là đầy đủ chức năng rồi, máy lạnh Trường Anh đang mở nè. Đây là AC nè, kích hoạt dàn lạnh nè. Đang mở có mở phải có máy lạnh rồi nha anh chị nha. Con này trần của em nó là trần nỉ nè. Xe này xíu nữa Trường Anh đưa qua công nghệ 4.0 dọn dẹp làm đẹp cho toàn thể tất cả cô chú nha. Bán một cái mức giá là ưu đãi cho cô chú anh chị luôn. Quá tuyệt vời. Những anh chị hỏi Trường Anh Spark thì hôm nay em về Spark tiếp tục rồi. Đó, về toàn bộ xe chiến xe đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị thôi. Máy móc êm lắm, chất đóng cửa rất là liền. Màu xanh nước biển nha, một cái màu rất là tuyệt vời luôn. Đèn đóm đầy đủ, máy êm rung. Hai cụm đèn halogen nguyên bản truyền thống, nguyên bản của con Spark nè. Nắp capo là keo chỉ cho nắp capo là không một dấu hiệu đâm vai cứng đục. Đây anh chị, keo chỉ rin nguyên bản luôn nha. Máy nè, dòng này 1, 2, 3 xài IC hết nha. Máy nổ cực kỳ là êm. Đi 200 cây về tới salon á, dàn trước của em nó không một dấu tích là đâm vai cứng đục. Hai cụm đèn còn mới nguyên, không một dấu hiệu trì xước luôn nha. Hai bên đẹp như nhau nè. Trang bị xem nó là bình khô, máy êm lắm. Đây là phần máy nè anh chị. Máy cực kỳ lên, dầu sờ lực nguyên bản cho xe luôn. Anh chị đam mê về mẫu này thì alo cho em. Nhiều xe và nhiều sự lựa chọn khác nhau nhé. Về mấy xe mẫu xe ít tiền và phục vụ cho cô chú anh chị. Kiểm tra phần cốp sau nè. Xe là không có một dấu tích là lỗi lầm nha.
lấy về là chạy thôi. Đây nè anh chị, đây nè cánh sau nè, cánh sau đẹp như vậy, hỗ trợ cho em nó là hai tia nhúng thủy lực toàn bộ nhá. Dàn treo sau nè, đây chị, vỏ đội xe cua đầy đủ trên chiếc xe nè, phía sau là không có bục vọt đâu nha cô chú anh chị. Hai cục đèn phía sau nguyên bản luôn, mới tinh nè, hai cục đèn mới lên keng luôn. Xe bác 2/10, xe chính chủ còn một lần ủy quyền và rút hồ sơ được 93 Bình Phước. Núm chỉnh gương còn nguyên bản nè. Mẫu xe này chạy rất là sướng luôn, cực kỳ sướng, nhỏ gọn và tiết kiệm nhiên liệu cho cô chú anh chị. Bốn vỏ mới 100%, bốn mâm đúc mới thay, nói chung là chủ nhà mới thay dàn dò hết toàn bộ rồi nha anh chị nha. Anh chị nào thích mẫu xe ít tiền không? Trần Anh vừa về nè. Xe này hơi dơ, hơi dơ nha cô chú anh chị. Matiz SE 99-2000 gì á. Xe này lên full đồ chơi rồi. Con này mới mấy chục triệu rẻ bèo à. Quay đầu lên full hết đồ chơi rồi. Đây là ghế nè. Đó, bộ ghế ở trong này trang bị cam hành trình, màn hình, cam dê đầy đủ chức năng trên tính năng trên con xe rồi nha. Từ phần tắp bi cửa chủ nhà cũng đã bọc hết toàn bộ 5D cho em nó nè. Xe gia đình người ta chạy, người ta lên rồi chơi full rồi. Kết hợp là đèn led trên trần nè, đầy đủ chức năng chưa. Trần bọc 5D caro nhìn rất là dễ thương nha. Đó, đẹp chưa. Ghế nội thất mới tinh, caro nè, bộ caro rất là dày luôn. Form dáng nhỏ gọn, tắp bi cửa nè. Dòng này người ta đã độ 4 kính bấm hết toàn bộ rồi nha cô chú anh chị. Vô lăng nè, vô lăng chủ nhà lên Chevrolet nè. Đó, vô lăng lên toàn bộ vô lăng Chevrolet rồi nha. Từ phần ghế nè anh chị coi nè, ghế đã bọc lại toàn bộ từ phần tay gối nè, đệm gối đầy đủ dinh chiếc xe chưa. Hai bên nè, nói chung nội thất người ta lên full đồ chơi rồi, chả thiếu gì nữa đâu. Tắp lô, tắp bi, thảm chống nóng, kem hành trình. Con này được cái lên kem hành trình nè, lên màn hình nè, lên kem dê nè, đầy đủ chức năng, được côn số nguyên bản tàu xe nè, máy DM ru, trang bị thêm một tính năng khá là ok nữa, lên lóc khóa mở cửa tự động từ xe cho cô chú anh chị rồi nhá. Đèn đóm thì chả thiếu bất cứ một khoản gì. Đây anh chị, đèn nè, kết hợp chủ nhà người ta lên full đồ chơi đèn rồi nè. Toàn ơi, Toàn lọt tay vô bấm 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 cho anh cái hai cái nút ở dưới cái đầu đó coi. Ở dưới đây em, đây nè em, không phải là hai cái nút dưới đây nè, thấy hai cái nút chưa. Đó, sọt tay xuống bấm vô hai cái nút đó mà anh. Đó, đèn nè, chủ nhà ta lên đèn led hết toàn bộ trên trần rồi nè. Đó, người ta đồ một cái phong cách rất là dễ thương, kem hành trình, kem hành trình đầy đủ chức năng trên con xe rồi nha. Từ phần tắp lô, tắp bi sạch sẽ lắm nè anh chị coi nè. Đó, không có dấu hiệu khoan đục hay chém đục nha. Đồ lên màu đỏ bọc đô, một màu đỏ rồi, nhìn rất là đẹp. Đây nè. Đó, phần tắp bi cửa cũng vậy nha. Màn hình kem dê, kính bấm nè, lên kính bấm rồi, trợ lực đầy đủ. Mở nắp capo luôn em, con lấy về chạy thôi, 6 mấy triệu, chạy ok. Nội thất là đẹp chưa, trần nè, nhỏ gọn, SE trợ lực đầy đủ nha cô chú anh chị. Một mẫu xe tiền, cản đuôi cá, màn hình kem dê đầy đủ rồi, vừa mới về xíu đưa qua bên công nghệ xử lý 4.0 làm đẹp toàn diện trên chiếc xe này luôn. Đẹp len keng. Đây nè, SE dầu trợ lực đầy đủ nha. Con này máy có 0.8 à. Để cho anh đi dọn cục máy đó. Dọn xong rồi em sẽ đăng clip chi tiết cho anh chị coi. Bốn vỏ tương đối là khá mới luôn. Đam mê mẫu này và mẫu Sibac này thì alo cho Trần Anh ô tô nhé. Một lần nữa Trần Anh xin
Cảm ơn ạ, em xin hẹn anh chị ở channel tiếp theo trên kênh YouTube. Em xin chào và hẹn gặp lại.